Chào cả lớp. Buổi sinh hoạt trại đọc ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau đọc và tìm hiểu câu chuyện Sư Tử và Thỏ, cùng nhau chơi trò chơi tìm ấm đầu, làm màng nhìn từ và viết nhật ký. Câu chuyện hôm nay của chúng ta có tên là Sư Tử và Thỏ. Bạn nào có thể diễn tả lại tiếng gầm gừ của con sư tử cho cô cùng cả lớp nghe nào? Cô mới bàn báo. Nhà thằng con sư tử thương kêu gươm gươm ạ. À, rất giỏi. Vậy các bạn đã nhìn thấy con thỏ bao giờ chưa? Dạ rồi. Bạn nào có thể cho cô biết con thỏ thường ăn những đồ vật gì? Cô mới bàn nhan. Nhà thưa cô, thỏ thường ăn lá cây và các loài hạt à, thỏ còn ăn cà rốt nữa ạ. À. Rất giỏi. Và để biết được câu chuyện hôm nay của chúng ta như thế nào thì cả lớp cùng nhau lắng nghe câu chuyện Sư Tử và Thỏ. Có một con sư tử đang đi trên đường thì bắt gặp một con thỏ đang ngủ bên gốc cây. Khi sư tử sắp sửa ăn thịt con thỏ thì nó bỗng chợt nhìn thấy một con lừa đi ngang qua. Đến đây thì bạn nào có thể cho cô biết con sư tử sẽ làm gì? Cô mời bạn Đông Đông. Dạ thưa cô, con sư tử ăn thịt con thỏ và đuổi theo con lừa. À, cô cảm ơn câu trả lời của bạn Đông Đông. Để biết được câu chuyện tiếp tục như thế nào thì chúng ta cùng nhau lắng nghe. Con sư tử liền bỏ qua con thỏ và chạy đuổi theo con lừa. Còn con thỏ thì nghe động tĩnh giật mình tỉnh giấc chạy biển vào rừng. Còn con sư tử mãi mà chẳng rượt đuổi được con lừa nên nó quyết định quay trở về ăn thịt con thỏ. Nhưng ôi thôi, con thỏ đã biến mất đâu rồi, nó nhìn xung quanh mãi mà không thấy đâu. Con sư tử liền than vãn. Ôi, thật là buồn cho bản thân tôi, bởi vì có thức ăn trước mắt lại không ăn mà lại đi tìm một đồ ăn khác, tham lam, cuối cùng là chẳng nhận được cái gì hết. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Sau khi lắng nghe câu chuyện, bạn nào có thể cho cô biết con sư tử có ăn được con vật nào không và vì sao? Cô mời bạn Anh Thư. Dạ thương cô, sư tử không ăn được con vật nào cả vì nó tham lam ạ. Cô cảm ơn câu trả lời của Anh Thư. Cô muốn một câu trả lời nữa. Cô mời bạn Quỳnh Anh. Nhà thưa cô, sư tử không ăn được con vật nào cả vì nó tham lam ạ. Cô nhất trí với câu trả lời của hai bạn. Con sư tử đã không ăn được con vật nào cả bởi vì tính tham lam của nó. Qua đây chúng ta học được bài học gì nè? Cô mời bạn Hằng. Mình không tham lam. Cô cảm ơn bạn Hằng nè. Cô mời một bạn nữa đó. Cô mời bạn Huyền Anh. Thật ra thương cô, mình không được tham lam và phải trân trọng. À, cô cảm ơn Huyền Anh. Bài học qua câu chuyện Sư Tử và Thỏ đó là chúng ta phải biết trân trọng những thứ đã có và không được tham lam những thứ khác. Cả lớp đã hiểu chưa nào? Dạ rồi. Bây giờ các em có muốn được chơi trò chơi không? Dạ có. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi trò chơi tìm từ bí mật và đoán. Ở trò chơi này, cô mời bạn Nhật Mỹ lên tổ chức cho lớp chơi. Mình sẽ đọc to một tiếng nào đó, rồi các bạn đánh vần lại tiếng đó. Sau đó mình sẽ bớt một ấm đầu. Nhiệm vụ của các bạn sẽ phải nói ra ấm đầu đã bị mất. Các bạn đã sẵn sàng chơi chưa nào? Sẵn sàng. Bây giờ mình có tiếng bông. Vậy tiếp nhé, lần này là Khánh.
nói tên một trong số các bạn ở đây, những tên được gọi sẽ bị mất ấm đầu. Nhiệm vụ của các bạn là phải đoán xem tên người được gọi là ai và ấm đầu đã bị mất đi là gì. Bắt đầu nhé. An, ấm nào đã bị bỏ mất đi? Bảo Ngọc. Bạn là mất ấm lơ à? Mời bạn Lọc. Cả lớp tuyên dương bạn. Bắt đầu nhé. Ấn, ấm nào đã bị bỏ mất đi? Bạn Đông Đông. Dạ thưa cô, ấm hơ đã bị mất đi. Và tính là Hân. Bắt đầu nhé. An, ấm nào đã bị mất đi? Mời bạn Hằng. Dạ thằng cô, Nhan à, ấm nhơ đã bị mất đi. Cô cảm ơn bạn Lê Mỹ, cô mời bạn về chỗ. Qua trò chơi, cô thấy các em đã chơi rất giỏi và rất tốt. Một lần nữa, cả lớp tư thưởng cho mình một tràng pháo tay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi trò chơi mang nhìn từ. Ở trò chơi này, các bạn sẽ được phá táo thẻ từ. Thẻ đầu tiên, các bạn sẽ viết một vần bất kỳ. Các thẻ còn lại sẽ viết các tiếng chữa vần mà mình viết ở thẻ đầu tiên. Các bạn đã hiểu luật chơi chưa nào? Dạ rồi. Bây giờ cô sẽ phá cho mỗi nhóm 6 thẻ từ. Ví dụ cô có vần an, cô vẽ vần an ở giữa. Ở một bên cô sẽ có ra tiếng đan, tiếng đan, tiếng tán. Cả lớp hiểu chưa nào? Rồi bây giờ cả lớp vẽ bút đi. Các em đã hoàn thành xong sản phẩm của mình chưa nào? Dạ rồi. Bây giờ các nhóm hãy giơ lên để cô cùng các bạn nhìn thấy. Cô thấy các nhóm đã vẽ rất đẹp, cô khen cả lớp. Buổi sinh hoạt ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Về nhà các em tiếp tục vẽ thêm những bông hoa chữa vần và các tiếng để người thân và bố mẹ cùng xem. Cả lớp nhớ chưa nào?